Hello guys, my name is Wendy and I will be your English teacher of grade 7. Xin chào tất cả các em, cô tên là Wendy và cô là giáo viên của bộ môn tiếng Anh 7. Ở bài học đầu tiên thì chúng ta đã làm quen với nhau với Unit One, My Hobbies, và lesson đầu tiên của Unit One, Getting Started. Look at here, you can see we have 7 lessons in one unit. Mình sẽ có 7 bài học ở trong mỗi một unit, đúng không? Với tương đương các tên ở trên bảng như các em đã nhìn thấy. Number 1, Getting Started. And today we are going to number 2, A Closer Look 1. Và bài hôm nay thì với tựa đề đó là A Closer Look 1, Vocabulary and Pronunciation. Thì có hai mảng mà mình sẽ đi sâu hơn, đó là phần từ vựng và phần phát âm. Ở Getting Started thì chúng ta đã làm quen với nhau với các từ mới liên quan đến chủ đề My Hobbies, đúng không? Cái chủ đề mà sở thích của chúng mình. Thì ở bài ngày hôm nay mình sẽ đi sâu hơn. Mình sẽ đi, thứ nhất là ôn tập, xong rồi mình sẽ đi sâu hơn, làm các bài tập và học các phần phát âm mà liên quan đến phần My Hobbies. Okay? So, look on the board. You can see we have 4 main parts of today. The first one, review vocab from Getting Started. Number 2, new vocabulary. Number 3, exercises. And the last one, pronunciation with the two sounds, or er. Như các bạn nhìn trên bảng sẽ thấy là hôm nay cô sẽ đề cập đến 4 vấn đề chính trong bài học. Phần đầu tiên đó là review the vocab from Getting Started. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn lại, học lại cách phát âm này, xem lại về mặt ngữ nghĩa của các từ vựng, các từ mới mà mình đã học ở trong phần bài học đầu tiên Getting Started của chủ đề My Hobbies. Và ở bài số 2, ở phần số 2 thì cô và các bạn sẽ cùng nhau thông qua cái phần bài tập ở trong sách, phần exercises in the book, right? And we will have new vocabulary. Thì mình sẽ tích lũy thêm được một số các từ vựng mới. Thì cô cũng sẽ hướng dẫn đi sâu cùng các em đi sâu hơn trong cái phần phát âm của nó. Tiếp theo, exercises is the next one. Ở cái phần tiếp theo đó là phần bài học thì cô sẽ hướng dẫn các bạn các bài tập ở trong sách mình sẽ làm như thế nào, làm sao để có thể làm được đúng các bài tập đó và làm sao mà mình có thể hoàn thành bài tập trong một thời gian nhất định, càng ngắn càng tốt, đúng không? Okay, và last one, pronunciation. Ở phần cuối cũng là phần mà cô yêu thích nhất, đó là về phần pronunciation, phần phát âm. Tuy nhiên ở trong bài học này thì trong mỗi một bài học thì chúng ta không thể đi hết từ tất cả các âm, mà mỗi một bài học thì cô sẽ dựa vào sách giáo khoa, cô sẽ hướng dẫn các em các cặp âm với nhau, các cặp âm mà có sự liên quan đến nhau. Và hôm nay thì sẽ là có hai cặp âm này rất là hay và rất là phổ biến trong cái bảng IPA của tiếng Anh, đó là âm và âm er. Okay. Thì để xem hai âm này khác biệt nhau như thế nào, thường gặp trong các từ vựng như thế nào và cách đọc của nó ra sao, về khẩu hình miệng, tất cả mọi thứ thì mình sẽ đi sâu ở phần bài học nhé. Okay. Vậy là phần đầu tiên, phần thứ nhất đó là phần review từ vựng, phần ôn tập lại từ vựng của buổi trước. As you can see on the board, this is the vocabulary about the hobbies. Như các bạn đã nhìn thấy ở trên bảng này, buổi trước cô đã giới thiệu cho các bạn 9 từ vựng cơ bản mà liên quan đến phần hobbies, liên quan đến phần sở thích, đúng không? Tất nhiên là các bạn đã học nghĩa rồi, đã nhớ được cách từ vựng của nhớ được cách phát âm mà buổi trước cô đã giới thiệu, đúng không? Và tất nhiên khi các bạn học từ vựng thì các bạn phải nhớ được mặt chữ của từ rồi thì mới có thể speaking, có thể writing and reading and listening, right? Thì làm sao mà các bạn ở nhà cố gắng dành một khoảng thời gian mỗi một ngày, có thể là 10 phút, 20 phút hoặc 30 phút để học thêm từ vựng nhé. Bây giờ thì cô sẽ giúp các bạn đọc lại một lần nữa để mình có thể gợi nhớ lại các từ này nó được phát âm như thế nào và mặt nghĩa của nó như sao, thì các bạn có thể nhìn ở trên bảng. Okay? So the first one, listen carefully, okay? Các bạn lắng nghe cẩn thận nhé. Number one, cycling, taking photos, cooking, bird watching, gardening, arranging flowers, skating, playing the guitar and playing board games. Có những buổi trước có những phần gì mà cô lưu ý với các bạn là ở chỗ âm nào mà mình cần phải lưu ý nhá. Thứ nhất là luôn luôn phải có âm cuối của các từ, đúng không? Bởi vì buổi trước cô đã giới thiệu là cái tầm quan trọng của âm cuối, nó có thể thay đổi về mặt ngữ nghĩa như thế nào rồi, đúng không? Ở đây thì các bạn có thể thấy là ở những âm này, có những âm này các bạn sẽ tạo từ ing ở đây, đẩy hơi lên mũi thì cái âm của nó, cái âm cuối của nó sẽ hay hơn. Ví dụ như mình không đọc là cycling, không đọc cycling như là tiếng Việt mà cycling. Mỗi một từ nó sẽ có ngữ điệu và nó sẽ có trọng âm, đúng không? Thì từ đầu tiên này, trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu tiên. Các bạn nhìn thấy này, để ý thấy cái dấu phẩy ở trên, đúng không? Đấy là trọng âm của từ cycling. Và đẩy hơi lên mũi nhá, với âm ngờ. Tiếp theo ở từ số 2, taking photos, chụp ảnh. Thì từ này có do hai từ ghép tạo với nhau đúng không? Taking và photos. Thì photos ở đây có từ s, có nghĩa là số nhiều. Và từ s khi mà nó được phiên âm ra thì nó sẽ đọc là z. Vậy các bạn để ý đến âm cuối của phần này nhé. Photos. Ok, so taking photos. Tiếp theo này, cooking. Ở đây thì mình không nói như là nói tiếng Việt đó là cooking, mà sẽ là cooking. Hơi xu hướng của âm u và nó rất là mềm bởi vì nó là âm u ngắn. Vậy sẽ là cooking. Ok, các bạn lưu ý nhé. Cooking. Tiếp theo, bird watching. Ở đây có âm ơ dài, đúng không? Thì các bạn cong lưỡi lên này, bird. Và nhớ là âm D của nó này, bird. Bird watching. Tiếp theo, gardening. Ở đây có âm A dài. Như buổi trước cô đã trình bày là với những âm mà có hai chấm là những âm dài thì làm sao mà mình sẽ stronger và longer. Có nghĩa là cái âm tiết khi mà mình đi ra nó sẽ mạnh hơn và dài hơn. Thì các bạn lưu ý nhé, để làm sao mà mình nói chuẩn xong rồi mình sẽ nói hay được. Vậy ở đây này có âm A dài. A dài thì sẽ có xu hướng của âm O dài. Miệng sẽ tròn những âm đi ra của âm A. Các bạn đọc nhỉ? Or. Và ghép vào từ này nó sẽ là gar, gardening. Ok. Tiếp theo, arranging flowers. Tương tự như ở photos thì flowers ở đây số nhiều. Vậy có âm S và âm S được phiên âm sẽ là z. Ok. Vậy ở đây sẽ là arranging flowers. Lưu ý nhá. Tiếp theo số 7, trượt patin. Nó sẽ là skating. Skating. Hết cái âm A, nguyên âm đôi A thì các bạn đi ra từ ing. Nhưng mà mình không đọc là skate. Không phải là tiếng Việt là skating mà là skating. Ok. Skating. Cái âm T ở đây các bạn có thể đọc là âm T hoặc âm D đều được, bởi vì nó được kèm sữa hai nguyên âm. Vậy thì các bạn sẽ có cách đọc đầu tiên đó là skating, thing thing, âm T, skating. Hoặc cái thứ hai là skating. Cô thì hay đọc là skating, ok, vì nó dễ hơn và nghe là cũng hay hơn nữa, đúng không? Từ số 8 này, playing the guitar. Âm R ở đây giống âm A ở đây, ở số 5, đúng không? Garden, và đây là guitar. Nó đều là âm dài, các bạn nhớ tròn môi như âm đi ra là của âm A nhá. Playing the guitar. Và cũng cuối cùng, playing board games. Ok, cứ từ R, board. Cũng là O dài này và có âm T. Ok, board. Vậy playing board games. Và từ games cũng tương tự như photos, cũng tương tự như flowers. Và bây giờ sẽ là games. Ok. Vậy các bạn nhớ 9 từ vựng này nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển sang thêm 8 từ vựng nữa của buổi trước. 8 từ vựng này thì nó được rút ra từ cái bài khóa, bài hội thoại giữa ba bạn. Các bạn còn nhớ ba nhân vật của bọn mình đó là Nick này, Mi và Elena, khi mà các bạn ấy nói về các sở thích, hobbies của các bạn ấy, đúng không? Thì ở đây các bạn, mình cùng lướt lại nhá. Các bạn listen carefully. Number 1, dull, collect, collecting, unusual, special, cheap, expensive, easy, difficult, mountain climbing, and a piece of cake. Ok, các bạn nghe có quen thuộc không nhỉ? Chắc chắn là có, đúng không? Bởi vì là buổi trước cô và các bạn đã đi rất sâu về cái phần phát âm và cái phần ngữ nghĩa của các từ này rồi. Cũng lướt lại một phần lưu ý thôi, đó là các bạn sẽ có những âm cuối ở những âm ví dụ như là collect. Thì làm sao mình có âm K, âm T nhá. Ok, vậy như là collect. Được chưa? Tiếp theo đó là âm gì nhỉ? Âm V. Âm V. Thực ra không phải là âm V. Cô giải thích với các bạn như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn nói về âm tiết ý, thì nó sẽ không phải là âm V mà nó sẽ là V. Ok. Vậy các bạn nhìn thấy âm V ở đây. Mình đọc khi mình phải có. Mình không đọc mỗi là expensive. Mà nó phải là expensive. Ok. Lưu ý nhá. Và ngược nghĩa với đắt thì sẽ là rẻ, đúng không? Cheap. Các bạn nhớ học mặt nghĩa luôn này. Khi mà mình học với các cặp từ đối nghĩa như thế này thì nó có một cái lợi thế, đó là các bạn sẽ nhớ từ dễ hơn. Nghĩa là khi mà mình nhớ được một từ thì mình sẽ nhớ luôn được từ trái nghĩa của nó, đúng không? Và nó cũng rất là cần thiết nữa. Tiếp theo, và thêm một cái lưu ý nữa với tất cả các âm này, đó là với tất cả các từ này, đó là khi nào mà có âm dài, có hai chấm thì phải longer và stronger. One more time, ok? Nhớ là phải đọc mạnh hơn này, phải dài hơn. Ví dụ như âm U ở đây này, âm Y ở đây này, âm Y ở đây nữa và âm Y ở đây. Ok. Và ở cái cuối cùng có một cái đặc biệt, đó là a piece of cake. Đây là một cái idiom, một cái thành ngữ như buổi trước mình đã được đề cập đến. Nó không phải là một mẩu bánh với cái nghĩa đen của nó, mà a piece of cake ở đây mình dùng với cái nghĩa là easy, right? Not difficult, rất là dễ dàng. Thì ở đây có một chút nối âm nhá, a piece of cake. Thì khi nối âm thì nghe nó sẽ hay hơn và nó sẽ tự nhiên hơn. A piece of cake. Vậy các bạn lưu ý để học cái cách phát âm nhé. Đấy là 8 từ vựng tiếp theo. Đây là review thôi nên là cô sẽ lướt qua thật nhanh. Nếu mà các bạn muốn xem lại thì các bạn có thể tìm ở video đầu tiên với cái phần vocabulary, ok? Tiếp theo, and today, as I told you, today we will review the vocab, đúng không? Ngày bài hôm nay thì mình, cái mục đích chủ yếu đó là mình sẽ đi ôn tập và mình sẽ luyện tập nhiều hơn, sâu hơn về cái phần từ vựng của bài trước và cái phần phát âm. Thì bây giờ thông qua những cái bài tập exercises ở trong in the book, right? Ở trong sách giáo khoa của các bạn. Và như cô thấy ở đây thì cái phần closer look 1 nó sẽ bao gồm ở trong trang 8 và trang 9, một chút ở bên trang 9. So page 8 and page 9, okay? So when you learn with me, you look at the book. Okay. Khi mà các bạn học với cô thì các bạn cũng sẽ có một quyển sách ở trước mặt mình thì nó dễ follow hơn và có thể là các bạn sẽ làm luôn bài tập vào đó, đúng không? Thì nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. So look at here, the exercises number 1 and number 2 and page 8. Các bạn, nếu mà các bạn nhìn vào trang số 8 trong sách giáo khoa này, các bạn sẽ thấy tựa đề của hai bài đầu tiên, đó là exercise number 1 and exercise number 2. Ở bài 1 thì yêu cầu của đề bài đó là match the correct verbs with the hobbies. Some hobbies may be used more than one verb. Có nghĩa là gì? Các bạn phải nối, đúng không? Cái công việc của mình đó là matching. Và matching cái gì? Matching ở cái cột A, column A and column B. Column A will be some verb and column B will be some noun or names, đúng không? Ở cột A thì sẽ là một vài cái động từ này. Ở cột B sẽ có thể là một số danh từ, tên của thể thao hoặc là một vài cái hoạt động về sở thích chẳng hạn, đúng không? So look at here. Vậy từ nào thì sẽ đi với phần nào? Động từ nào thì sẽ đi với danh từ nào? Ở đây mình có các động từ như là go, do, collect, play, take, watch. Ở bên này thì mình sẽ có TV, bottles, photos, mountain climbing, horse riding, the piano, gymnastics, badminton, camping and dolls. Có thể là bài trước cô đã giới thiệu thì ở đây các bạn sẽ thấy những cái từ mới nó khá là quen thuộc. Ví dụ như từ dolls, đó là những con búp bê, đúng không? Hay là buổi trước có từ camping. Buổi trước chưa có từ camping, đúng không? Nhưng mà camping thì cô nghĩ là nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong sách giáo khoa từ tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 của các bạn rồi, đúng không? Tiếp theo là badminton, gymnastic. Có thể những từ này sẽ là từ mới này, hoặc có một vài bạn sẽ không biết từ horse riding này là từ gì. Còn mountain climbing hôm trước giới thiệu rồi, đó là leo núi, đúng không? Photos, chụp ảnh. Bottles, đó là chai, lọ này. Và TV, chắc cái này ai cũng biết. Ok, vậy thì ở đây nó sẽ có từ vựng A và B. Và ở bài số 2 nó cũng sẽ có thể là các bạn sẽ gặp các từ mới về hobbies và action verbs. Listen to music, gardening, fishing, painting, swimming. Và bên này sẽ là một số các động từ, đó là listen, plant, catch, swim and paint. Thì ở bài số 1 và bài số 2, bây giờ chúng ta sẽ chưa đi làm bài tập luôn, mà cô muốn hướng dẫn ở đây là các bạn có một cái nhìn toàn diện trước. Các bạn sẽ gạch chân những từ nào là mới, những từ nào là từ mới so với các bạn. Ok, ví dụ như là từ này là mới so với cô chẳng hạn, horse riding, thì các bạn gạch chân lại. Để lát nữa phần tiếp theo đây cô sẽ cùng với các bạn đi sâu vào các từ mới mà cô sẽ đề cập đến trong bài này. Thì lát nữa làm bài tập của các bạn sẽ dễ hơn, đúng không? Mình sẽ tiếp cận bài một cách dễ hơn. Ở nội dung của bài số 2 đó là fill in each blank in the sentences with one hobby or action verb from the box below. Vậy lát nữa là nó sẽ có một cái đoạn, một câu và các bạn phải điền những từ này vào. Vậy cái yêu cầu đầu tiên đó là các bạn phải hiểu nghĩa của các từ mới thì các bạn mới làm được những bài tập như vậy, right? Okay. So I'm gonna help you to learn about some new vocabularies. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng của một số từ mà cô nghĩ là mới này, có thể là mới với bạn này, với bạn kia, đúng không? Nhưng mà tổng thể là những từ mà các bạn nên phải biết nghĩa khi mà các bạn học xong cái unit 1 với tựa đề là My Hobbies, okay? I'm sorry. My bath is not really good today. But it's okay, right? You can listen to me. Các bạn nhìn vào đây nhá. Ở đây thì cô có đề cập đến 9 từ mới. Thật ra sẽ là nhiều hơn đấy. Ở về cột số 7 và số 8 là cô có đề cập đôi. Ok, nhưng mà nhìn chung là mình sẽ có 9 cột từ mới này. Và ở đây cũng như tương tự bài trước, nó sẽ có word, có pronunciation và meaning. Nó sẽ có từ này, mặt chữ tiếng Anh, đúng không? Cô đã có phiên âm cho các bạn rồi. Và đây sẽ là cột về nghĩa. Khi mà cô dạy đến từ nào thì các bạn chú ý đến phần tiếng Việt. mình sẽ tự để ý luôn, đúng không? Mình có một cái bảng rất là tổng thể rồi. Và khi mà cô dạy về từ vựng thì cô sẽ tập trung rất sâu về phần phát âm, là các bạn sẽ đặt khẩu hình miệng như thế nào, nói cái từ đó là sao. Bởi vì nhắc lại một lần nữa, đó là cái mục đích mà các bạn học tiếng Anh, đó là phải giao tiếp được nghe nói đọc viết tốt, đúng không? Và để nghe nói đọc viết tốt thì cái phần phát âm là một cái phần mà đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là to be understood and to understand. Các bạn sẽ nói làm sao mà khi mà mình nói người khác hiểu, và khi người khác nói mình phải hiểu được, thì cái phần phát âm đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc đó, ok? Vậy các bạn để ý hơn ở phần này giúp cô nhé. Number one, TV hay là viết dài ra đầy đủ của nó sẽ là gì nhỉ? Television, right? Number two, horse riding, piano, gymnastic, badminton, camping, catch, watch, plant, paint, fish. Rồi, các bạn đã nghe qua một lượt đúng không? Sẽ có một cái gọi là có một cái general view, có một cái nhìn nhận tổng thể hơn về những các từ này. Các bạn xem nghĩa này, nó sẽ rất là quen thuộc. Là TV, cưỡi ngựa, đàn piano, những cái từ mà các bạn sẽ rất dễ đề cập đến khi mà các bạn nói với cái chủ đề là my hobbies, right? Thể dục này, thể dục dụng cụ, cầu lông, cắm trại. Những cái động từ ví dụ như là nắm bắt, hoặc là đuổi theo, hoặc là xem, nhìn ngắm, trồng cây, đúng không? Sẽ liên quan đến cái từ gì nhỉ? Gardening mà buổi trước cô đã dạy các bạn. Sơn này, painting, okay, cá và câu cá. Đấy. Làm sao mà với mỗi một chủ đề các bạn sẽ tích lũy cho mình được một lượng từ vựng nhất định, thì nó sẽ là cái key, nó sẽ là cái chìa khóa rất là cần thiết trong cái việc mà các bạn speaking và listening. Khi mà mình nghe, mình phải biết từ thì mình mới nghe được, đúng không? Không thể đoán mãi được. Bởi vì với những chủ đề mà các bạn không quen thuộc, mà các bạn không biết từ thì không thể đoán được, mà không đoán được thì sẽ không nghe được, đúng không? Vậy cái việc, cô nghĩ là cái việc mà thực tế nhất đó là mình dành thời gian mỗi ngày để học từ mới nhá. Ok, quay trở lại đây, mình sẽ đi sâu hơn về phần tìm hiểu về phần phát âm này. Với những âm dài mà có 2 chấm thì phải làm sao nhỉ? Yes, longer and stronger, mạnh hơn và dài hơn, đúng không? Vậy từ này, TV, hoặc các bạn có thể phiên âm đầy đủ ra sẽ là television. Vậy khi các bạn nói là xem TV đúng không? Watch TV hoặc là watch television thì đều được nhá. Tiếp theo, horse. Nhớ để ý có âm S ở đằng sau giúp cô này, sẽ tạo cái điểm hay cho cái từ này, horse. Và tròn miệng bởi vì nó là âm dài, horse. Riding, horse riding. Đây là gì nhỉ? Cưỡi ngựa. Ride có nghĩa là cưỡi đúng không? Lái. Bình thường mình có thể là ride bicycle, thì bây giờ mình cũng sẽ có là horse riding, với nghĩa là cưỡi ngựa nhá. Thứ ba, mình không đọc là piano như tiếng Việt là piano, mà phiên âm của nó tiếng Anh sẽ là piano. Có 3 âm tiết nhá. Âm đầu tiên E, A, O, piano, và âm tiết rơi vào thứ 2, trọng âm rơi vào thứ 2. Vậy các bạn sẽ lên cao một chút, piano, up, down, ok, lên xuống, lưu ý nhá. Thì khi mà mỗi một từ mà các bạn cũng có ngữ điệu thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Các bạn đọc lại này, piano, ví dụ như là tớ đang chơi đàn piano, sorry, thì sẽ là I play the piano, đúng không? Chứ không đọc là I play the piano, nghe nó rất là chán, nghe nó rất là Vietnamese, right? We are speaking English, so try to be like native speaker, okay? Các bạn cố gắng nói làm sao mà âm tiết cho nó thật hay, cho nó thật tự nhiên, và đặc biệt là phải chuẩn nhá. Piano, okay? Từ thứ tư này, từ này là gì? Tập thể dục. Có thể là các bạn sẽ đến phòng gym, các bạn sẽ tới từ đầu tiên đúng không? Gym và gymnastic, gymnastics, nhớ có S đằng sau nhá, âm A bẹt này, gymnastics, có nghĩa là thể dục hoặc thể dục dụng cụ, đúng không? Tiếp theo câu số 5 ở đây sẽ là từ số 5 sẽ là một môn thể thao rất là quen thuộc, cầu lông, đúng không? Badminton. Ở đây tại sao người ta lại để cái âm ở trong ngoặc kép? Bởi vì khi mà các bạn nói âm này này, âm tiết âm N này này. Nó là âm mũi, các bạn để đến đây thì khi các bạn nói là thì cảm giác nó đã như là âm ẩn rồi, như thế này này. Các bạn hiểu không ạ? Vậy khi mà nó đi vào một từ thì từ này có thể là sẽ được omit, bỏ đi, không cần thiết đúng không? Thì nó sẽ để trong ngoặc kép. Vậy các bạn có thể đọc là badminton, tin, th, và đã là ghép thành âm tin, ok? So, no need, sometimes các bạn không cần. Khi mà các bạn tra từ điển các bạn thấy là không, có thể là không cần từ này, hoặc có cũng được, không có cũng được, ok? Đọc lại này, badminton và âm tiết đầu tiên, ok? Câu số 6, từ số 6, sorry, camping. Không đọc là kem, không đọc như đọc là que kem đâu, không đọc âm E này nhá, mà nó là âm A bẹt. Nó sẽ có xu hướng của A nhiều hơn, các bạn bẹt cái miệng mình rằng A, và đọc này camping, ok. Tiếp theo, số 7, cô để hai cái cặp này đứng cạnh nhau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là nó cùng có cái âm cuối giống nhau, mà khi đọc âm cuối này, học sinh Việt rất hay quên. Vậy các bạn lưu ý nhé. Nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của ending sounds in speaking. Ok, tầm quan trọng của việc phát âm cuối trong nói, đúng không? Trong cái kỹ năng nói. Từ này này, nó sẽ là âm sau ghép lại này. K, a, ch. Vậy cái từ này sẽ đâu là catch. Nhớ âm ch ở phía cuối nhá. Các động tác chu mở lên. Catch. Tương tự, từ xem này cũng kết thúc bằng ch. Watch. O ngắn này, xong rồi ch. W. Watch. Catch. Watch. Ok, các bạn lưu ý âm cuối giúp cô nhá. Nếu mà các bạn không có âm cuối đó là chữ ch, thì có thể là nó sẽ bị lái sang từ gì nhỉ? Cat. Cat. Có mỗi chữ T đúng không? Đây là con mèo rồi. Nó phải là gì nhỉ? Catch. Nó phải là có chữ ch đằng sau, nó mới thành nghĩa là bắt, nắm bắt hoặc đuổi bắt. Ok, one more time. Catch. Watch. Để ý đến khẩu hình miệng của cô nhé. Tiếp theo, câu số 8 cũng sẽ là một cặp âm mà kết thúc với chữ gì đây nhỉ? Yeah. Không được bỏ âm này nhá. Đây là một trong những âm đặc trưng của vô thanh trong tiếng Anh. Vậy từ đầu tiên sẽ đâu là plant. Plant. Ok, từ tiếp theo paint. Sơn đúng không? Paint. Mình không đọc là pen mà sẽ âm a đi ra, xong ghép kéo trượt cái âm n và t lại. Paint. Ok, paint. Còn đây sẽ là gì? Plant. Đấy chưa? Lưu ý nhá. Một cái là trồng và một cái là trồng cây ấy, chứ không phải là vợ chồng đúng không? Đây là động từ, các bạn lưu ý này. Verb. Trồng cây. I plant a tree. Đúng không? Mình trồng một cái cây. Và đây là sơn. Sơn tường đúng không? Paint. Từ cuối cùng, một từ rất quen thuộc, nhưng tại sao cô vẫn đề cập ở phần vocabulary, phần từ mới? Bởi vì là về mặt ngữ nghĩa thì không có vấn đề gì cả, đúng không? Với cái từ cá này, tuy nhiên là phiên âm và phát âm các bạn, rất nhiều bạn đọc sai, thế nên là cô muốn giới thiệu lại một lần nữa. Các bạn để ý đây là âm sờ dài. Trong tiếng Anh thì không có sờ nặng hay không có sờ nhẹ, ví dụ không có sờ và không có sờ, mà trong tiếng Anh nó sẽ có sờ ngắn và sờ dài. Sờ ngắn nó chính là âm này. Ok, hiểu. Đúng chưa? Còn sờ dài thì nó sẽ có cái ký tự như thế này. Vậy hai âm này hoàn toàn khác nhau. Khi mà các bạn nhìn thấy chữ ngắn này, sờ ngắn đây này, thì các bạn chỉ đọc hết sức đơn giản, đó là cười và để hơi đi ra, vô thanh, đúng không? Nhưng mà khi gặp cái ký tự mà âm sờ dài như này, các bạn phải đọc chu mỏ lên, trượt một đường, như cái body shape của nó đúng không? Và miệng của mình hơi đẩy lên, hơi chu lên. Đúng không? Như kiểu nói dễ hiểu một tí thì như kiểu là khi các bạn suy em bé tè ấy, ví dụ như là, đúng không? Và các bạn ghép âm vào từ này, từ cá này, y. Vậy các bạn sẽ đọc là gì nhỉ? Fish. Y ngắn lại và sờ đẩy ra này. Fish. Fish. Đúng không? Đó, đấy là lý do tại sao mà cô muốn đề cập cái từ cá này, một cái từ rất dễ ở trong bảng từ mới đúng không? Bởi vì cô muốn lưu ý lại một lần nữa cho các bạn cái phần phát âm chuẩn của nó, đó là fish. Ok, one more time. Fish. Nhớ chú mở nhá. Cái từ cá này về mặt ngữ nghĩa thì nó sẽ có hai loại. Thứ nhất là cá, khi mà nó là danh từ. Khi mà động từ thì nó có thể là câu cá, đúng không? Ok, lát nữa mình vào bài đọc, mình vào phần bài tập thì mình sẽ nhận thấy dễ dàng hơn các từ này nó được dùng trong những cái ngữ cảnh như thế nào, nó thường đi với cái động từ gì, đúng không? Đó chính là cái mục tiêu của cái phần exercise number 1 and exercise number 2, and that we are going to do it now, right? So before going to exercises, I want to review it one more time, so you listen to me really carefully, okay? Trước khi mà mình đi vào bài tập số 1 và số 2 thì cô sẽ lướt lại một lần nữa về phần phát âm. Các bạn chú ý nghe, đọc theo nhá. Khi nào mà cô kết thúc một từ thì các bạn cũng đọc to lên, đúng không? Khi mà mình phải tự tin đọc to lên thì mình ít nhất là khi mà một lần mình đã đọc to lên này thì mình sẽ phát hiện ra là cái giọng của mình như thế nào, cái âm tiết, cái cường độ, cái tông giọng như thế nào, đúng không? Thì lần sau mình có thể sửa được, hoặc mình thấy phần nào hay thì mình sẽ càng ngày càng cải thiện nó, còn phần nào mà chưa tốt thì mình sẽ hạn chế những cái điểm chưa tốt lại. Ok, đọc to lên nhá và cố gắng lưu ý những cái notes, những cái tips nhỏ nhỏ mà cô đã nói khi mà nói về cái âm tiết đó, về cái khẩu hình miệng của âm tiết đó, right? The first one, TV, television, look at me, television. Number two, horse, horse, riding, horse, riding. One more time, horse, riding. Number three, piano, piano, piano. Next one, gymnastics, gymnastics. Okay, remember the ending sound. Gymnastics, badminton, badminton. Number six, camping, camping, camping. Next one, ending, okay, catch, catch, watch, watch. Next one, plant, MT at the end, plant, paint. And the last one, fish, fish. Okay. Any question? Các bạn đã hiểu hết chưa nhỉ? Đấy là chính là phần phát âm, phần đi sâu hơn về phát âm của các từ vựng, của các từ mới mà có thể xuất hiện trong hai bài tập tiếp theo, đó là exercise 1 and exercise 2, okay? So now we are going to exercise number 1 and exercise number 2. Okay, so now we are going to do the exercise number 1, okay? Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 1. Look at here. Number one, match the correct verbs with the hobbies. Some hobbies may be used with more than one verb. Các bạn, công việc của mình sẽ là gì? Nhiệm vụ sẽ là phải matching, nối các động từ ở bên này với các sở thích phù hợp, okay? And some hobbies may be used with one more than one verb. Và có một vài cái sở thích có thể là sẽ được sử dụng với nhiều hơn một động từ. Okay, so let's see. The column A and the column B. The column A is some verbs and the column B is the hobbies, right? Look at here. A, go, do, collect, play, take, watch. Tất cả các từ mới này đều đã được giới thiệu đi sâu ở bài 1 và bài 2 vừa lúc nãy xong, đúng không? Vậy nên các bạn lưu ý nhá về pronunciation, về meaning. Tiếp theo này, TV or television, right? Bottles, photos, mountain climbing, horse riding, the piano, gymnastics, badminton, camping and dolls. Ở bên này sẽ là các hobbies, các là sở thích. Vậy bây giờ từ go thì có thể dùng với TV, bottles, photos or what else. Ok, có thể dùng với các với từ nào. Hoặc là tương tự to do, có thể dùng với TV hay là gymnastics hay là badminton. Và collect, sưu tập thì có thể là collect TV or collect photos or collect the piano. What is it, right? Mình phải xem là cái gì thì phù hợp từ cột A và cột B. Ok, vậy bây giờ từ mới đã giải quyết rồi. Bây giờ chỉ có ghép nghĩa thôi, đúng không? Nào, let's see. Từ go thì các bạn, ok, theo các bạn thì từ go có thể đi với những từ nào nhỉ? What about go with the TV? No, right? Nếu mà go mà đi với TV thì không có nghĩa, đúng không? Vậy bây giờ sẽ là go bottles, không, đúng không? Go photos, không có nghĩa, đúng không? But what about go mountain climbing? Mình đi leo gì nhỉ? Leo núi thì sao? Okay, I think it's good. So, I have the first one. D, đúng không? Go mountain climbing. Cô nghĩ nó sẽ là một đáp án phù hợp. Còn gì nữa không? Go horse riding. Đi cưỡi ngựa. Yes, I think it's good. E, hoặc các bạn có thể đi với E này. What about go the piano? No, right? Go gymnastic? Go badminton? No. Cái từ mình không nói là đi cầu lông, đúng không? Mà phải là đi chơi cầu lông thì cái từ này không phù hợp. What about go camping? Đi gì nhỉ? Đi cắm trại. Yes, right. Bingo. E. And go dolls, đi búp bê. No, no sense, right? So, vậy là mình sẽ có số 1 sẽ đi với D, E và D, E và I. Còn tiếng Anh sẽ D, E và I, right? Okay. Thứ hai, to do có thể đi với từ gì nhỉ? Do TV, do posters. Nào, các bạn thử nghĩ xem nào, to do có thể đi với từ gì? Nếu mà các bạn nghĩ xong, các bạn có thể ghi đáp án nhé. Thì bây giờ cô sẽ cung cấp đáp án cho các bạn, thì các bạn sẽ check được là mình làm đúng mấy câu, đúng không? Ok. Từ câu số 2, từ D thì có thể đi với từ gì? Do the piano? No, chỉ có một duy nhất thôi, đó là do gymnastics, đó là gì? Tập thể dục. So D will go with G, right? Từ số 3, động từ số 3 đó là collect. Collect, sưu tập thì có thể sưu tập những cái gì nhỉ? Cô nghĩ là sẽ có thể sưu tập được rất nhiều thứ đấy. Nào các bạn nhanh tay ghi đáp án của mình xuống nhá. You have 5 seconds. 5 4 3 2 1. Xong chưa? Ok, bingo. Thứ nhất là collect, có thể đi với như bài trước chúng ta đã đề cập đến trong đoạn hội thoại đúng không? Thì bạn Elena đúng không nhỉ? Hay là bạn Mi nhỉ? Bạn ấy có một cái sở thích đó là collect bottles, sưu tập những cái lọ thủy tinh sau khi mà bạn ấy đã sử dụng chúng đúng không? Vậy ở đây mình sẽ có từ là câu số 3 sẽ đi với từ B, collect bottles. Tiếp theo các bạn có thể sưu tập được cái gì nhỉ? What can you collect? Các bạn có thể sưu tập được ở bài này cũng được đề cập đến này, dolls. J, sưu tập gì nhỉ? Sưu tập búp bê đúng không? Đấy là sở thích của Mi ở trong bài hội thoại, đó là Mi rất là thích sưu tập búp bê. Còn từ gì nữa không các bạn? Sưu tập, cô có thể sưu tập hình ảnh được không? Có thể sưu tập được các bức tranh được không? Yeah, I think yes. So C, right? Còn câu số 4 nào? Play, chơi thì chơi cái gì bây giờ? Play the piano, right? Mình có thể chơi đàn. So 4 go with F. Play the piano. What else? Play, yeah, badminton. Có thể chơi cầu lông đúng không? Rất là dễ. Các bạn chỉ cần nắm bắt được nghĩa, cái lớp nghĩa chính của các động từ và tên của các sở thích này là mình ghép được rồi, đúng không? Ở đây sẽ là đi này, làm này, sưu tập này, chơi này, lấy này, mang vác và xem, ngắm. Vậy thì mình sẽ rất dễ dàng để kết hợp được với những cái động từ này. Vậy các bạn có thể thấy là vai trò của từ vựng, vai trò khi mà các bạn biết mặt lớp nghĩa của từ vựng rất là quan trọng trong cái việc mà đọc hiểu này, trong cái việc speaking, listening hay là writing, đúng không? Vậy nhớ nhá, sử dụng thời gian một cách hợp lý để dành thời gian cho cả việc học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày nữa. Ok. Tiếp theo sẽ vào là phần take. Take thì có thể có một cái cụm từ đó là take photos. Ở bài trước mình đã biết đúng không? Vậy cô sẽ có là số 5 thì sẽ đi với từ gì nhỉ? C, đó là chụp ảnh. Tiếp theo, câu số 6, watch. Xem, các bạn có thể xem gì? Watch, có một từ đó là gì nhỉ? Watch TV. Mình có thể xem TV đúng không? Vậy 6 sẽ đi với A. Còn đi nữa không? F, H, B, G, A, B. Các từ ở đây đã đều được đề cập đến rồi đúng không? Cô thấy là có từ C này, có C, photos. Thì các bạn có thể đi với số 3, đó là collect photos, có thể sưu tập các hình ảnh này, hoặc đi với số 5, đó là take photos, nghĩa là chụp ảnh, đúng không? Còn gì nữa không nhỉ? B, G, D. Ok, đó, các bạn xem lại nhá. Vậy là mình sẽ có go này. 1, D, go mountain climbing. 1, E, go horse riding. 1, I, go camping. Tiếp theo, number 2, do gymnastics. Number 3, collect. Sẽ có 3 từ này, để ý nhé. Collect bottles, collect dolls, and collect photos. Ok, tiếp theo 4, F và H. Play the piano and play badminton, right? Tiếp theo 5C, take photos. Đúng rồi, 66 này. And watch TV. Okay, so that's all the exercise number 1. Đó là bài tập số 1 đúng không? It's very easy. Vậy khi mà các bạn đã có từ vựng, đã có động từ này, có sở thích này, các bạn nhớ luôn các cụm từ, nó có thể là cụm động từ, cụm danh từ mà đi kèm với nhau đúng không? Thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong cái việc mà suy nghĩ về lớp nghĩa, bởi vì tiếng Anh nó sẽ hơi khác tiếng Việt một chút, bởi vì ví dụ như là mình xem TV, ok, thì nó sẽ là watch và TV thì rất là dễ hiểu rồi đúng không? Từ tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh. Tuy nhiên là có những từ ví dụ như là take photos, bình thường cái lớp nghĩa đen của nó sẽ lấy các bức ảnh, nhưng mà khi mà cái từ take photos mà đi kèm với nhau như thế này thì nó có phải nghĩa là lấy các bức ảnh không? Thực tế mình sẽ dịch sang tiếng Việt đó là gì nhỉ? Chụp ảnh. Đó, thế làm sao mà các bạn học luôn theo cái cụm từ thì nó sẽ dễ dàng hơn khi mà các em speaking hoặc là listening, đúng không? Đấy nhá, vậy mình đã có một các cụm này. Các bạn viết các cụm này ra, viết lại theo các dòng mới và học thuộc. Ok, thì nó sẽ dễ dàng hơn. It's going to be easier. Cái từ dễ hơn ở bài trước giống là gì nhỉ? A piece of cake, dễ như là ăn bánh, đúng không? Ok, so I hope that you will learn vocabulary as much as you can, so it would be like easy as a piece of cake. Okay,